Vâng, xin chào anh em về bộ nhôm kính nhá. Đây đây, hiện tại thì là máy chuẩn bị xuất đi nhá. Hiện tại xưởng là chuẩn bị xuất đi, ba con này đang bọc chờ xe đến chở này. Đấy, hiện tại xưởng cũng rất là nhiều kiểu con nữa đấy. Xưởng rất là nhiều máy nhá. Còn máy đột dập này, 8 dao. Con này thì đa năng, làm tất cả các hệ nhôm, Nanashiva nó bắt cạnh. Đấy, cửa đi, cửa sổ, cửa nùa, thoát nước đều có hết. Còn máy phách khóa thì bên trong anh em nhá. Máy phách khóa thì em đang ráp lên còn 2 con thôi. Trước em còn nhiều nhưng bây giờ là hết rồi. Còn 2 con em chuẩn bị ráp lên nữa. Em có nhu cầu thì cứ liên hệ. Đấy, máy xưởng chạy liên tục nhá. Đấy, đây, nguyên bản một con đột dập đây nhá. Đấy, nguyên bản đây. Để em có thể tham khảo qua cái dòng máy này. Được sơn một lớp sơn mạ đồng nhá. Đây này rất là đẹp. Đấy, 8 dao. Này là thoát nước cửa nùa này, ốp hông này. Đấy, con này là cây nhảy 36 này, làm cả cây vĩnh cửu. Cửa sổ sinh pha này, không bao cửa sổ này. Cửa đi sinh pha này. Đấy, cửa lùa này, cây nhảy cây vĩnh cửu tích hợp nhá. Máy đột bằng hơi, con này thì vài triệu thôi. Em đầu tư rất là rẻ. Con này là thoát nước này. Con này là cửa sổ sinh pha này, là cánh cửa sổ sinh pha đấy. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với số hotline nhá. Số điện thoại 0972628997, em sẽ hỗ trợ cho anh em mà. Anh em vấn đề sản phẩm. Đấy, trong kia còn để vài con nữa này, đang bọc sẵn trong này vài con này. Cái này thì có khách hàng nào đến lấy thì em sẽ bọc đi thôi. Đấy, tìm gửi đi cho đại lý này. Đấy, còn rất là nhiều loại sản phẩm nhé. Anh em là có nhu cầu thì alo đến số điện thoại hôm nay bên dưới màn hình. Đó, nên em xem video nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp.